trong cuộc sống hiện đại, nơi mọi thứ dường như luôn chuyển động với tốc độ chóng mặt, việc duy trì sự cân bằng và phát triển bản thân trở thành một nhiệm vụ không dễ dàng. Chúng ta thường phải đối mặt với những thách thức, căng thẳng và áp lực từ cả công việc và cuộc sống cá nhân. Nhưng, giữa những khó khăn đó, có những cách đơn giản và hiệu quả để không chỉ tồn tại mà còn phát triển và hạnh phúc. Đó chính là việc rèn luyện tinh thần lạc quan, phát triển bản thân không ngừng, xây dựng các mối quan hệ lành mạnh, chăm sóc sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần và sống có mục đích. Những yếu tố này không chỉ giúp chúng ta vượt qua những khó khăn mà còn tạo ra một cuộc sống tràn đầy ý nghĩa và hạnh phúc. 1. Rèn luyện tinh thần lạc quan. Tìm kiếm những điều tích cực trong mọi tình huống. Tinh thần lạc quan là một yếu tố quan trọng giúp chúng ta đối mặt với thử thách và khó khăn trong cuộc sống. Việc tìm kiếm những điều tích cực trong mọi tình huống không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng nó có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong cách chúng ta trải nghiệm cuộc sống. Chẳng hạn, khi Nelson Mandela bị giam cầm suốt 27 năm, ông không chỉ nhìn vào những khó khăn mà còn tìm thấy hy vọng và cơ hội trong mỗi ngày ở trong tù. Mandela đã sử dụng thời gian đó để học hỏi, tự rèn luyện bản thân và chuẩn bị cho một tương lai mà ông tin tưởng sẽ tốt đẹp hơn. Sự lạc quan và niềm tin vào sự thay đổi đã giúp ông trở thành một biểu tượng toàn cầu của sự kiên trì và hy vọng. Thực hành suy nghĩ tích cực hàng ngày. Suy nghĩ tích cực không chỉ là một trạng thái tâm lý mà còn là một thói quen có thể được rèn luyện hàng ngày. Chúng ta có thể bắt đầu bằng cách thay đổi cách nhìn nhận về các vấn đề trong cuộc sống. Ví dụ, Tony Robbins, một trong những chuyên gia phát triển cá nhân nổi tiếng, đã chia sẻ rằng việc duy trì một thái độ tích cực và lạc quan có thể giúp chúng ta vượt qua những thử thách và đạt được mục tiêu của mình. Robbins khuyên rằng mỗi buổi sáng, chúng ta nên bắt đầu ngày mới bằng cách nghĩ về những điều chúng ta cảm thấy biết ơn và những mục tiêu tích cực mà chúng ta muốn đạt được. Điều này không chỉ tạo ra một khởi đầu tốt đẹp cho ngày mới mà còn giúp duy trì động lực và sự lạc quan trong suốt cả ngày. Biết ơn những gì mình đang có. Lòng biết ơn là một yếu tố quan trọng giúp duy trì tinh thần lạc quan. Khi chúng ta biết ơn những gì mình đang có, chúng ta không chỉ cảm thấy hài lòng hơn với cuộc sống mà còn tạo ra một sự kết nối sâu sắc hơn với những người xung quanh. Một nghiên cứu của Đại học Harvard đã chỉ ra rằng những người thực hành lòng biết ơn thường có sức khỏe tốt hơn, ít bị căng thẳng và hạnh phúc hơn so với những người không thực hành. Ví dụ, Oprah Winfrey, một người nổi tiếng với khả năng truyền cảm hứng, đã chia sẻ rằng việc ghi chép hàng ngày về những điều mà bà cảm thấy biết ơn đã giúp bà duy trì sự lạc quan và hạnh phúc trong cuộc sống. Tạo ra những thói quen tích cực. Thói quen tích cực không chỉ giúp cải thiện tâm trạng mà còn có thể thay đổi cách chúng ta tiếp cận cuộc sống. Một nghiên cứu của Đại học Stanford cho thấy việc thiết lập thói quen tích cực như đọc sách, tập thể dục hoặc thiền có thể làm tăng cảm giác hạnh phúc và giảm căng thẳng. Ví dụ, Mark Zuckerberg, người sáng lập Facebook, đã chia sẻ rằng việc thiết lập một thói quen hàng ngày là điều rất quan trọng để duy trì năng lượng và động lực. Ông thường dành thời gian để tập thể dục và tham gia vào các hoạt động mà ông yêu thích. Điều này không chỉ giúp ông duy trì sức khỏe mà còn tạo ra sự cân bằng trong cuộc sống. Học cách chấp nhận những điều không thể thay đổi. Chấp nhận những điều không thể thay đổi là một phần quan trọng trong việc duy trì tinh thần lạc quan. Khi chúng ta học cách chấp nhận những điều này, chúng ta không còn phải chịu đựng sự căng thẳng và lo lắng về những vấn đề mà chúng ta không thể kiểm soát. Viktor Frankl, một nhà tâm lý học và tác giả của cuốn sách Mang Search for Meaning, đã sống sót qua các trại tập trung của Đức Quốc xã và chia sẻ rằng sự chấp nhận những điều không thể thay đổi là một phần quan trọng giúp ông duy trì tinh thần lạc quan và tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống. Frankl đã chỉ ra rằng việc tìm kiếm ý nghĩa và chấp nhận những điều không thể thay đổi có thể giúp chúng ta vượt qua những thử thách lớn nhất trong cuộc đời. 2. Phát triển bản thân không ngừng. Đặt ra mục tiêu rõ ràng và cố gắng đạt được chúng. Đặt ra mục tiêu rõ ràng và nỗ lực để đạt được chúng là một phần quan trọng trong quá trình phát triển bản thân. Mục tiêu giúp chúng ta có động lực và định hướng trong cuộc sống. Một ví dụ điển hình là Elon Musk, người sáng lập Tesla và SpaceX. Musk đã đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng như phát triển xe điện và đưa con người lên sao Hỏa. Dù gặp phải nhiều khó khăn và thất bại, ông không ngừng nỗ lực và cuối cùng đã đạt được những thành tựu lớn lao. Musk cho thấy rằng việc đặt ra mục tiêu rõ ràng và không ngừng cố gắng là cách hiệu quả để phát triển bản thân và đạt được thành công. Học hỏi những điều mới mỗi ngày. Việc học hỏi những điều mới mỗi ngày giúp chúng ta mở rộng kiến thức và kỹ năng,
đồng thời giữ cho trí não luôn hoạt động. Bill Gates, đồng sáng lập Microsoft, là một người nổi tiếng với sự tò mò và khao khát học hỏi. Gates thường đọc sách và tìm hiểu về các lĩnh vực khác nhau, từ khoa học đến lịch sử, và chia sẻ rằng việc học hỏi liên tục giúp ông duy trì sự sáng tạo và đổi mới trong công việc. Việc duy trì thói quen học hỏi sẽ không chỉ giúp chúng ta phát triển bản thân mà còn mở ra cơ hội mới trong cuộc sống và sự nghiệp. Khám phá những sở thích mới. Khám phá những sở thích mới không chỉ giúp chúng ta cảm thấy vui vẻ mà còn có thể mở rộng tầm nhìn và trải nghiệm cuộc sống. Ví dụ, Richard Branson, người sáng lập Virgin Group, luôn tìm kiếm những hoạt động thú vị và mạo hiểm, từ nhảy dù đến lặn biển sâu. Branson cho rằng việc theo đuổi sở thích và đam mê là cách để giữ cho cuộc sống luôn đầy màu sắc và ý nghĩa. Khám phá sở thích mới có thể giúp chúng ta tìm thấy niềm vui và sự hài lòng trong cuộc sống, đồng thời phát triển các kỹ năng và mối quan hệ mới. Rèn luyện các kỹ năng mềm. Kỹ năng mềm như giao tiếp, quản lý thời gian và làm việc nhóm là những yếu tố quan trọng trong phát triển bản thân và sự nghiệp. Một nghiên cứu của LinkedIn đã chỉ ra rằng các nhà tuyển dụng ngày càng tìm kiếm những ứng viên không chỉ có kỹ năng chuyên môn mà còn có kỹ năng mềm. Ví dụ, Satya Nadella, giám đốc điều hành của Microsoft, đã tập trung vào việc phát triển kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhóm. Điều này đã giúp ông dẫn dắt Microsoft đến những thành công mới. Rèn luyện các kỹ năng mềm giúp chúng ta làm việc hiệu quả hơn, xây dựng mối quan hệ tốt hơn và đạt được mục tiêu cá nhân và nghề nghiệp. Vượt qua vùng an toàn của bản thân. Vượt qua vùng an toàn của bản thân là một phần quan trọng trong việc phát triển cá nhân. Chúng ta thường cảm thấy an toàn và thoải mái khi ở trong vùng an toàn, nhưng điều này có thể hạn chế sự phát triển và cơ hội mới. Một ví dụ điển hình là Malala Yousafzai, người đã đứng lên đấu tranh cho quyền học tập của trẻ em gái ở Pakistan, mặc dù biết rằng hành động của cô có thể gặp nguy hiểm. Malala đã vượt qua vùng an toàn của mình để theo đuổi một mục tiêu lớn hơn và cuối cùng đã đạt được giải Nobel Hòa Bình. Điều này chứng tỏ rằng việc vượt qua vùng an toàn có thể mở ra cơ hội mới và tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống. 3. Xây dựng các mối quan hệ lành mạnh. Trân trọng những người xung quanh. Trân trọng những người xung quanh là nền tảng thiết yếu để xây dựng và duy trì các mối quan hệ lành mạnh. Khi chúng ta thể hiện lòng biết ơn và sự trân trọng đối với những người trong cuộc sống của mình, chúng ta không chỉ tạo ra một môi trường tích cực mà còn củng cố và làm sâu sắc thêm các mối quan hệ này. Ví dụ điển hình về việc trân trọng và tôn trọng những người xung quanh có thể thấy ở Steve Jobs, người sáng lập Apple. Jobs không chỉ nổi tiếng với tầm nhìn sáng tạo và lãnh đạo mạnh mẽ mà còn với cách thức quản lý chú trọng vào sự tôn trọng và khuyến khích. Ông thường xuyên nhấn mạnh rằng việc lắng nghe và trân trọng ý kiến của đồng đội là yếu tố quan trọng trong việc xây dựng một đội ngũ gắn bó. Ông tin rằng khi mỗi thành viên trong nhóm cảm thấy rằng ý kiến của họ được lắng nghe và giá trị, họ sẽ cảm thấy động viên hơn và đóng góp nhiều hơn cho công việc chung. Điều này không chỉ giúp xây dựng một đội ngũ mạnh mẽ mà còn tạo ra một môi trường làm việc đầy cảm hứng và sáng tạo. Trân trọng những người xung quanh không chỉ là hành động cụ thể mà còn là một thái độ sống. Khi chúng ta thể hiện sự quan tâm, lắng nghe chân thành và biết ơn, chúng ta không chỉ cải thiện chất lượng các mối quan hệ mà còn tạo ra một cộng đồng hỗ trợ và gắn bó hơn. Những hành động đơn giản như việc gửi lời cảm ơn, ghi nhận công lao của người khác hoặc chỉ đơn giản là dành thời gian để nghe họ chia sẻ có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Ví dụ, một nghiên cứu của Harvard Business Review chỉ ra rằng các công ty nơi nhân viên cảm thấy được trân trọng có tỷ lệ giữ chân nhân viên cao hơn và năng suất làm việc tốt hơn. Khi chúng ta học cách trân trọng và biết ơn những người xung quanh, chúng ta xây dựng một mạng lưới mối quan hệ bền vững và tích cực. Điều này không chỉ giúp chúng ta duy trì những kết nối quan trọng trong cuộc sống mà còn góp phần tạo ra một xã hội hỗ trợ và đoàn kết hơn. 4. Chăm sóc sức khỏe cả về thể chất và tinh thần. Ăn uống lành mạnh và tập thể dục đều đặn. Sức khỏe thể chất là nền tảng quan trọng của một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Việc duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục đều đặn không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống. Ví dụ, người Nhật Bản, nổi tiếng với tuổi thọ cao và tỷ lệ bệnh tật thấp, thường tuân theo chế độ ăn uống giàu chất xơ, ít chất béo và giàu các loại thực phẩm tươi như rau củ và cá. Họ cũng tích cực tham gia vào các hoạt động thể dục như đi bộ hàng ngày và các môn thể thao truyền thống. Tập thể dục đều đặn có lợi ích rõ ràng trong việc duy trì sức khỏe.
Theo một nghiên cứu của Mayo Clinic, hoạt động thể dục không chỉ giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim và tiểu đường mà còn cải thiện tâm trạng và giấc ngủ. Những người như Serena Williams, một vận động viên quần vợt nổi tiếng, đã chứng minh rằng việc duy trì một chế độ tập luyện nghiêm ngặt và lối sống lành mạnh có thể giúp họ đạt được hiệu suất tốt nhất trong sự nghiệp và duy trì sức khỏe tuyệt vời. Ngủ đủ giấc và thư giãn hợp lý. Giấc ngủ đủ và chất lượng cao là yếu tố quan trọng giúp cơ thể phục hồi và duy trì sức khỏe tinh thần. Theo nghiên cứu của National Sleep Foundation, người trưởng thành nên ngủ từ 7 đến 9 giờ mỗi đêm để duy trì sức khỏe tối ưu. Ví dụ, Ariana Huffington, người sáng lập The Huffington Post, đã từng chia sẻ rằng việc cải thiện thói quen ngủ của mình đã có tác động tích cực đến sức khỏe và hiệu suất làm việc của bà. Bà khuyến khích mọi người tạo ra môi trường ngủ thoải mái, duy trì thói quen đi ngủ và thức dậy vào cùng một giờ mỗi ngày để cải thiện chất lượng giấc ngủ. Thư giãn cũng là một phần quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần. Các hoạt động như đọc sách, nghe nhạc hoặc thực hành các phương pháp thư giãn như thiền hoặc yoga có thể giúp giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng. Ví dụ, Emma Watson, nữ diễn viên nổi tiếng và nhà hoạt động xã hội, thường xuyên thực hành thiền và yoga để giúp cân bằng cuộc sống và giảm bớt căng thẳng. Những hoạt động này giúp tăng cường sức khỏe tinh thần và cảm giác hạnh phúc. Tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết. Việc tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết là một dấu hiệu của sức mạnh và sự tự nhận thức. Khi gặp phải các vấn đề về sức khỏe tinh thần hoặc cảm thấy quá tải, việc tìm kiếm sự hỗ trợ từ chuyên gia có thể giúp cải thiện tình trạng và tìm ra giải pháp hiệu quả. Một ví dụ nổi bật là Justin Bieber, ca sĩ nổi tiếng, người đã công khai việc điều trị bệnh tâm lý và sử dụng sự hỗ trợ của các chuyên gia để vượt qua các khó khăn trong cuộc sống. Việc tìm kiếm sự giúp đỡ không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn làm giảm cảm giác cô đơn và tăng cường sự kết nối với những người xung quanh. Thực hành thiền định hoặc yoga. Thiền định và yoga đã được chứng minh là có nhiều lợi ích cho sức khỏe tinh thần và thể chất. Thiền định giúp giảm căng thẳng, tăng cường khả năng tập trung và cải thiện cảm giác bình yên. Yoga, với sự kết hợp giữa tập thể dục và thiền, cũng giúp cải thiện linh hoạt, giảm căng thẳng và tăng cường sức khỏe toàn diện. Ví dụ, Deepak Chopra, một nhà nghiên cứu nổi tiếng trong lĩnh vực thiền định và sức khỏe, đã chia sẻ rằng việc thực hành thiền hàng ngày giúp ông duy trì sự cân bằng và hạnh phúc trong cuộc sống. Những phương pháp này có thể giúp cải thiện sức khỏe tinh thần và tạo ra một cảm giác bình yên nội tại. Tránh xa những thói quen xấu. Những thói quen xấu như hút thuốc, uống rượu bia quá mức hoặc ăn uống không lành mạnh có thể gây hại cho sức khỏe và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, hút thuốc là một trong những nguyên nhân chính gây ra các bệnh mãn tính như bệnh phổi và bệnh tim. Ví dụ, Angelina Jolie, nữ diễn viên nổi tiếng, đã từng công khai việc từ bỏ thói quen hút thuốc để cải thiện sức khỏe và tăng cường sức bền. Bằng cách tránh xa những thói quen xấu và thay thế chúng bằng lối sống lành mạnh, chúng ta có thể nâng cao sức khỏe và cảm thấy tốt hơn trong cuộc sống hàng ngày. 5. Sống có mục đích. Tìm ra đam mê và theo đuổi nó. Sống có mục đích là một yếu tố quan trọng trong việc cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn. Việc tìm ra đam mê và theo đuổi nó giúp tạo ra động lực và ý nghĩa trong cuộc sống. Một ví dụ nổi bật là Steve Jobs, người sáng lập Apple, đã tìm thấy đam mê của mình trong công nghệ và thiết kế. Ông đã dành cả đời mình để theo đuổi ước mơ và đam mê. Điều này không chỉ giúp ông đạt được thành công lớn mà còn tạo ra những sản phẩm đổi mới và có ảnh hưởng sâu rộng. Góp phần vào cộng đồng. Góp phần vào cộng đồng là một cách tuyệt vời để tìm kiếm ý nghĩa và cảm giác hài lòng trong cuộc sống. Khi chúng ta tham gia vào các hoạt động tình nguyện hoặc giúp đỡ người khác, chúng ta không chỉ làm cho cuộc sống của người khác trở nên tốt đẹp hơn mà còn tạo ra sự kết nối sâu sắc hơn với cộng đồng. Ví dụ, Malala Yousafzai, người đã đấu tranh cho quyền học tập của trẻ em gái, không chỉ tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống của mình mà còn truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên toàn thế giới. Sống có trách nhiệm với bản thân và xã hội. Sống có trách nhiệm với bản thân và xã hội giúp tạo ra sự cân bằng và cảm giác tự hào trong cuộc sống. Khi chúng ta hành động có trách nhiệm, chúng ta không chỉ cải thiện chất lượng cuộc sống của chính mình mà còn đóng góp vào sự phát triển và cải thiện xã hội. Ví dụ, Muhammad Yunus, người sáng lập ngân hàng Grameen và đoạt giải Nobel Hòa Bình, đã tạo ra một mô hình tài chính xã hội để giúp người nghèo có cơ hội tiếp cận vốn và cải thiện cuộc sống của họ.
Sự trách nhiệm và cam kết của ông đối với xã hội đã tạo ra một tác động tích cực lớn và truyền cảm hứng cho nhiều người khác. Tìm kiếm ý nghĩa trong cuộc sống. Tìm kiếm ý nghĩa trong cuộc sống giúp chúng ta có một mục tiêu rõ ràng và động lực để theo đuổi. Viktor Frankl, tác giả của cuốn Mang Search for Meaning, đã chỉ ra rằng việc tìm kiếm ý nghĩa trong cuộc sống giúp chúng ta vượt qua những khó khăn và thử thách. Frankl cho rằng, khi chúng ta có một mục tiêu hoặc ý nghĩa lớn hơn để theo đuổi, chúng ta có thể vượt qua những tình huống khó khăn và sống một cuộc sống đầy ý nghĩa hơn. Lập kế hoạch cho tương lai. Lập kế hoạch cho tương lai giúp chúng ta định hướng và đạt được mục tiêu cá nhân và nghề nghiệp. Khi chúng ta có một kế hoạch rõ ràng và các bước cụ thể để thực hiện, chúng ta có thể quản lý thời gian và nguồn lực hiệu quả hơn. Ví dụ, Elon Musk, người sáng lập SpaceX và Tesla, đã lập kế hoạch dài hạn cho các dự án của mình, từ việc phát triển công nghệ xe điện đến việc đưa con người lên sao Hỏa. Kế hoạch rõ ràng và sự cam kết mạnh mẽ đã giúp ông đạt được những thành công đáng kinh ngạc và tạo ra tác động lớn trong các lĩnh vực mà ông theo đuổi. Trong cuộc sống hiện đại, việc duy trì sự cân bằng và phát triển bản thân là một nhiệm vụ quan trọng và cần thiết. Rèn luyện tinh thần lạc quan, phát triển bản thân không ngừng, xây dựng các mối quan hệ lành mạnh, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, và sống có mục đích là những yếu tố cốt lõi giúp chúng ta đạt được cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa. Bài học quan trọng từ những ví dụ và nghiên cứu trên là sự cần thiết phải chủ động và liên tục trong việc cải thiện bản thân và cuộc sống. Bằng cách duy trì tinh thần lạc quan, thiết lập mục tiêu rõ ràng, xây dựng các mối quan hệ tích cực, chăm sóc sức khỏe và sống có mục đích, chúng ta không chỉ vượt qua các thách thức mà còn tạo ra một cuộc sống tràn đầy ý nghĩa và hạnh phúc. Những nỗ lực này không chỉ giúp chúng ta trở nên tốt hơn mỗi ngày mà còn tạo ra ảnh hưởng tích cực đến những người xung quanh và cộng đồng.